Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Hiện tại, MU nhắm Setco, De Jong sớm đến MU. Pep Guardiola phản đối Man City ký Neymar. Ten Hag triển khai kế hoạch nâng cấp MU và có rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU nhắm Setco, De Jong sớm đến MU. Theo tờ Fichajet, trong trường hợp không thể mua được Harry Kane hay Osimhen, tiền đạo của Red Bull Salzburg, Benjamin Setco hiện đã được Quỷ Đỏ liệt kê vào danh sách chiêu mộ trong thời gian tới. Benjamin Setco đã là một trong những phát hiện tuyệt vời của bóng đá châu Âu trong mùa giải năm ngoái. Nhờ màn trình diễn ấn tượng mà hiện tại anh đã có cơ hội vàng để đầu quân cho một cá khổng lồ châu Âu. MU là điểm đến lý tưởng nhờ chất lượng đội hình cùng cái uy của Ten Hag. Sự mắt tay của chiến lược gia người Hà Lan đối với cầu thủ trẻ cũng đáng để Setco phải cân nhắc. Điều mà Ten Hag đã làm năm này qua năm khác tại Ajax và giờ đây ông sẽ tìm cách lặp lại ở Old Trafford với những cầu thủ như Benjamin Setco, Garnacho, không loại trừ khả năng chân sút sinh năm 2K3 có thể là một trong những bom tấn của ngoại hạng Anh trong phiên chợ hè năm nay. Với thể hình lý tưởng cùng khả năng săn bàn ấn tượng, Setco được giới mộ điệu so sánh với tiền đạo Erling Haaland của Man City. Ở mùa giải năm nay, Setco đã ra sân tổng cộng 23 trận cho Red Bull Salzburg, ghi 13 bàn và đóng góp 3 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, Erik ten Hag vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Frenkie de Jong về Old Trafford. Hơn ai hết, nhà cầm quân 53 tuổi hiểu được cậu học trò cũ tại Ajax tài năng ra sao. Dường như Frenkie de Jong là cầu thủ duy nhất trong đội hình Barca tự tin giữ bóng, đi bóng, thoát pressing và là lướt trên sân bất chấp khả năng về đáp của đối thủ. Sẽ là kịch bản hoàn hảo nếu Frenkie de Jong cập bến Old Trafford, sau đó thì sát cánh cùng Bruno Fernandes và Casemiro. Khi ấy vai trò của tiền vệ 25 tuổi có thể trở nên đơn giản hơn thay vì phải gánh vác nhiều trọng trách như hiện tại. Hay nói cách khác, MU đang chiếm rất nhiều lợi thế để chiêu mộ Frenkie de Jong. Tất nhiên, chuyện đi ở hoàn toàn phụ thuộc vào chân truyền sinh năm 1997. Anh hoàn toàn có khả năng cự tuyệt MU như cách đã làm ở mùa hè 2022. Thế nhưng, đến một lúc nào đó khi không còn trụ vững, Barca có lẽ sẽ phải đưa ra quyết định bán trụ cột của mình và đây là thương vụ có lợi cho cả ba bên. Pep Guardiola phản đối Man City ký Neymar. MU và Chelsea được loan báo nằm trong số những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu quan tâm ký Neymar hè này. Mới nhất Man City và Liverpool cũng được nhắc tên. Tuy nhiên, Arsenal khẳng định Pep Guardiola phản đối quyết liệt ý tưởng của câu lạc bộ. Nguồn này cho hay, cựu thuyền trưởng Bắc chỉ ra nếu Man City mang Neymar về sẽ chỉ gây hại cho đội bởi cuộc sống ồn ào bên ngoài sân cỏ, thích nhậu nhẹt của chân sút Brazil. Neymar hiện còn hợp đồng với PSG đến năm 2025, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 2 năm. Đội bóng Paris được cho rất muốn bán Neymar đi nhưng không dễ bởi mức lương khủng của ngôi sao 31 tuổi là rào cản lớn. Có thông tin, Neymar không có ý định rời Paris, muốn đóng đô tại đây cho đến khi trèo giày, bất chấp lãnh đạo không hài lòng. Ten Hag triển khai kế hoạch nâng cấp MU. Theo thông tin từ Manchester Evening News, Erik ten Hag hiện đang tìm cách nâng cấp lực lượng của MU với ít nhất 5 bản hợp đồng mới trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hiển nhiên nguồn ngân sách hạn chế sẽ không cho phép ten Hag chiêu mộ 5 siêu sao. Thay vào đó, chiến lược gia người Hà Lan sẽ ưu tiên những thương vụ mang tính chất xoay tua đội hình, nhưng đó cũng phải là các cầu thủ đủ khả năng đưa câu lạc bộ lên một tầm cao mới. Nguồn tin trên khẳng định ten Hag đã xác định xong 4 vị trí cần phải nâng cấp ở kỳ chuyển nhượng sắp tới. Đầu tiên là thủ môn. Tùy vào tương lai của De Gea, MU sẽ cần thêm một hoặc là hai thủ môn chất lượng trước khi mùa giải tiếp theo khởi tranh. Hiện tại, Jack Butlin đã xác định sẽ rời khỏi Old Trafford vào cuối mùa, trong khi Dean Henderson cũng muốn tìm kiếm một bến đỗ mới để được thường xuyên bắt chính. Trung vệ. Sau sự hồi sinh của Aaron Wan-Bissaka, có thể MU không cần thêm một hậu vệ cánh phải, nhưng họ vẫn phải củng cố lại hàng phòng ngự của mình bằng một trung vệ chất lượng, theo Manchester Evening News. Về tương lai của Victor Lindelof và Harry Maguire, một trong hai sẽ rời khỏi Old Trafford vào mùa hè tới. Vì vậy, MU sẽ cần có thêm phương án dự phòng chất lượng cho bộ đôi Rafael Varane, Lisandro Martinez. Tiền vệ. Trong bối cảnh Fred và McTominay chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu về mặt chuyên môn, đồng thời đều có khả năng rời đi vào mùa hè tới, MU chỉ đang tìm kiếm một phương án chất lượng để củng cố lại tình hình nhân sự trong tuyến giữa, thay vì chiêu mộ một tiền vệ đẳng cấp để đưa vào đội hình xuất phát. Trong khi Marcel Sabitzer vẫn có thể được mua đứt, MU cũng đang nhắm đến một số cái tên đáng chú ý khác như Frenkie de Jong, Mark Alister hay là James Maddison.
tiền đạo trung tâm. Và sau cùng, đồng thời là kế hoạch quan trọng nhất của MU hiện tại là sẽ mang về Old Trafford một tiền đạo cắm đẳng cấp thế giới. Kể từ thời điểm Ronaldo sa sút, Quỷ Đỏ đã không có cho mình sự phục vụ của bất kỳ số 9 chất lượng nào. Và giờ là lúc họ giải quyết triệt để bài toán hàng công của mình. Ten Hag chút sau người thay Maguire làm đội trưởng MU. Trong những trận đấu mà tuyển thủ Anh không được ra sân, Bruno Fernandes được Erik Ten Hag chỉ định đeo băng thủ quân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đang làm rất tốt vai trò thủ lĩnh trên sân và được xem là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đội trưởng mới của Quỷ Đỏ. Thậm chí Bruno Fernandes có thể sớm nhận băng thủ quân nếu Maguire chia tay MU trong khi mùa giải kết thúc. Cá nhân Erik Ten Hag ca ngợi khả năng lãnh đạo của Bruno Fernandes và cho rằng tuyển thủ Bồ Đào Nha là tấm gương cho toàn đội. Đầu tiên với tư cách là đội trưởng, cậu ấy là một tấm gương trên sân với nguồn năng lượng dồi dào và quyết tâm rất cao. Fernandes rất quan trọng với đội trong cách tiếp cận và chuyển đổi chiến thuật của chúng tôi. Fernandes luôn gương mẫu và chuyên nghiệp, cậu ấy phù hợp và đối phó với các tiêu chuẩn cao nhất. Fernandes có thể chơi nhiều trận đấu nhờ thể lực tốt và tinh thần như một chiến binh. Fernandes là một trong những cầu thủ ổn định nhất ở MU mùa này. Nhà Glazer đang cản trở MU. Theo Fabrizio Romano, công tác chuyển nhượng của MU phụ thuộc lớn vào quá trình đổi chủ sắp tới. Nhà Glazer vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc bán Quỷ Đỏ, dù nhận được nhiều lời đề nghị béo bở. Việc nhà Glazer chậm chạp sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác nhân sự của MU ở mùa hè 2023. Erik Ten Hag cần mang về sân Old Trafford những tân binh chất lượng nhằm gia tăng chiều sâu đội hình cho cuộc đua vô địch quốc nội lẫn sân chơi châu Âu. MU cần bổ sung thêm một hậu vệ, một tiền vệ trung tâm, một số 9 mới. Chuyên gia chuyển nhượng Romano cho rằng nhà Glazer cần nhanh chóng quyết định tương lai MU khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2023 đang đến gần. Chia sẻ với Give Me Sport, Romano đưa ra quan điểm MU đang sở hữu một huấn luyện viên thú vị là Erik Ten Hag. Ông ấy đang hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Tuy nhiên, Ten Hag không thể chốt sổ các mục tiêu lý tưởng. Hiện tại thật khó để MU tiếp cận các mục tiêu và bàn với họ về những dự án lâu dài trong tương lai. Đó là lý do mà vì sao MU cần có quyết định sớm về việc đổi chủ sở hữu. Theo tôi, mọi thứ vẫn đang mở với Quỷ Đỏ. Arsenal không bổ sung tiền đạo hè tới. Theo The Atlantic, Arsenal không có kế hoạch bổ sung tiền đạo hè tới. Pháo thủ vẫn đang hài lòng với Gabriel Jesus và Edin Ketia. Ưu tiên của Arsenal trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2023 là chiêu mộ tân binh ở vị trí tiền vệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!